Quý vị đang đến với chương trình tin tức tổng hợp được phát sóng trên đài truyền hình IBC TV trên ba tầng 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên hệ thống Galaxy 19 được phủ sóng toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada, trên các apps điện tử và trên hệ thống website của IBCTV.us. Phụ trách chương trình tin tức bản tin 10 giờ tối ngày hôm nay, Sướng Ngôn Nguyên Tuyết Nha và Vũ Quang Minh xin trân trọng kính chào quý vị. Và IBC TV cũng được phát hình trên trang YouTube IBC TV Official. Rất mong quý khán giả có thể like và subscribe để đón xem rất nhiều những chương trình nổi bật được cập nhật liên tục. Sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả đến với phần điểm tin. Kế hoạch Nga về viện trợ cho Ukraine bị thất bại tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thủ tướng của Anh cho biết ông Putin đã vượt qua ranh giới đỏ và chủ nghĩa man rợ. Hệ thống chống hỏa tiễn đạn đạo đặt tại phi trường Ba Lan gần biên giới Ukraine. Thủ tướng Jamaica nói với Hoàng gia Anh quốc đảo này muốn độc lập. Hoa Kỳ hạn chế visa đối với các giới chức Trung Quốc do nhân quyền. Mở đầu sẽ là tin tức liên quan tới tình hình Nga và Ukraine. Xin mời quý khán giả đón xem sau đây với phần trình bày của sư ngôn viên Vũ Quang Vinh. Kế hoạch Nga về viện trợ cho Ukraine bị thất bại tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Một bản dự thảo do Nga soạn thảo kêu gọi viện trợ và bảo vệ dân sự ở Ukraine, nhưng không đề cập đến vai trò của Moscow trong cuộc khủng hoảng, đã thất bại tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào hôm thứ Tư. Chỉ có Nga và Trung Quốc bỏ phiếu đồng ý và 13 thành viên còn lại bỏ phiếu trắng. Đại sứ Liên Hiệp Quốc Barbara Woodward của Anh đã nói trước hội đồng sau cuộc bỏ phiếu, nếu Nga quan tâm đến tình hình nhân đạo, họ sẽ ngừng ném bom trẻ em và chấm dứt chiến thuật bao vây của họ, nhưng họ đã không làm như vậy. Trong khi đó, Nga phủ nhận việc tấn công dân thường. Một nghị quyết của Hội đồng Bảo an cần ít nhất 9 phiếu thuận và không có quyền phủ quyết của Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp hoặc Hoa Kỳ để được thông qua. Đại sứ Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzia của Nga cáo buộc những người bỏ phiếu trắng hôm thứ Tư là vì lý do chính trị. Giải thích về lá phiếu đồng ý của Trung Quốc, đại sứ Chang Chun cho biết Bắc Kinh có kỳ vọng mạnh mẽ rằng cần phải có một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, nhưng trong khi thúc đẩy ngừng chiến, hội đồng cũng nên phản ứng với cuộc khủng hoảng nhân đạo một cách tích cực, thực dụng và xây dựng. Tháng trước, Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng trong một cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an về một dự thảo nghị quyết lên án cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 của Moscow, một hành động mà các quốc gia Tây Phương coi là thắng lợi vì thể hiện sự cô lập của Nga, còn Nga thì phủ quyết nghị quyết. Thưa quý vị, vẫn tin tức liên quan, Thủ tướng Anh cho biết ông Putin đã vượt qua lằn ranh đỏ và chủ nghĩa man rợ. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã cáo buộc Nga vượt qua ranh giới đỏ và chủ nghĩa man rợ trong cuộc chiến tranh với Ukraine và cho rằng các nước phương Tây cần phải siết chặt những biện pháp trừng phạt để đưa xung đột này kết thúc sớm. Phát biểu với báo giới về việc đến Brussels dự hội nghị thượng đỉnh NATO, G7 và Liên Âu kéo dài chưa từng có, ông Johnson cho biết phải áp đặt thêm những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nữa. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điều đội quân đội vào Ukraine mà ông nói là hoạt động quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Moscow còn phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào thường dân. Ông Johnson cho biết sự ủng hộ đối với Ukraine đang chuyển dần khỏi sự kháng cự và hướng tới việc giúp đỡ Ukraine bảo vệ đất nước và người dân của họ. Ông nói tham vọng đe dọa NATO của ông Putin đã gây tác dụng ngược và NATO đã tăng cường hiện diện tại nhiều nước ở biên giới phía đông. Những nhà lãnh đạo dự trù đồng ý khai triển 4 đơn vị chiến đấu mới tại Bulgaria, Romania, Hungary và Slovakia, trấn an nữa những nước ở sườn phía đông. Khi được hỏi về việc Nga đăng cai tổ chức giải túc cầu Euro 2028, ông Johnson nói ý tưởng này mang tính chất khôi hài. Hệ thống chống hỏa tiễn đạn đạo đặt tại phi trường Ba Lan gần biên giới Ukraine. Mặt trời lặn trong tháng đầu tiên ở cuộc chiến của Ukraine khi hai hệ thống phòng thủ hỏa tiễn đất đối không Patriot được đặt tại phi trường Rezo Chasionka ở tây nam Ba Lan vào hôm thứ Tư. Các khí tài quân sự này được đặt cách biên giới Ukraine khoảng 100 km. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã thông báo về việc chuyển giao các hệ thống chống hỏa tiễn đạn đạo trong chuyến thăm của bà tới thủ đô Warsaw của Ba Lan vào ngày 10 tháng 3. Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết hôm thứ Tư, Ba Lan đang trục xuất 45 nhà ngoại giao của Nga bị tình nghi làm việc cho tình báo Nga. Nga cho rằng những cáo buộc này là vô căn cứ.
Mối quan hệ giữa Nga và các nước Trung Âu từng hình thành một phần ảnh hưởng của họ từ lâu đã trở nên căng thẳng. Nhưng cuộc xâm lược Ukraine đã làm gia tăng đáng kể nỗi sợ hãi và nghi ngờ về ý định của Moscow. Putin đã gửi quân đội của mình đến Ukraine vào ngày 24 tháng 2, theo điều mà ông gọi là hoạt động quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa đất nước Ukraine. Phương Tây cho rằng đây là một cuộc chiến tranh xâm lược nhằm mục đích khẳng định lại sự ảnh hưởng của Nga đối với Cộng hòa Liên Xô cũ. Nhưng sau một tháng đổ máu, các lực lượng Nga đã không chiếm được một thành phố lớn nào. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga vì các hành động của quốc gia này đã khiến Moscow bị tẩy chay khỏi nền kinh tế thế giới. Thưa quý vị, trong khi đó, Thủ tướng Jamaica nói với Hoàng gia Anh, quốc đảo này muốn sự độc lập. Thủ tướng Jamaica Andrew Holness đã nói với Hoàng tử William của Anh và nữ công tước Kate Middleton rằng đất nước Jamaica muốn sự độc lập và giải quyết vấn đề vẫn chưa được giải quyết tới nay, một ngày sau khi những người biểu tình kêu gọi Anh phải bồi thường cho chế độ nô lệ trước đây. Hai người thuộc Hoàng gia Anh đến Jamaica vào thứ Ba trong chuyến công du kéo dài một tuần đến các thuộc địa Caribbean trước đây của Anh, trùng hợp với 70 năm nữ hoàng Elizabeth lên ngôi, nhưng đang đối mặt với những câu hỏi của công chúng vì di sản của đế chế Anh để lại. Chuyến đi của họ diễn ra gần 4 tháng sau khi thuộc địa cũ khác của Anh là Barbados trở thành nước Cộng hòa bằng cách loại bỏ nữ hoàng làm nguyên thủ quốc gia có chủ quyền, hành động mà Jamaica đang bắt đầu nghiên cứu và những thuộc địa cũ khác của Anh cũng có thể đi theo. Hàng chục người đã tụ tập vào thứ Ba bên ngoài Cao ủy Anh ở Kingston, hát những bài hát là Rastafarian truyền thống, cặp biểu ngữ có cụm từ Say You Sorry, một cụm từ Patois địa phương kêu gọi Anh hãy xin lỗi. Giới chức Jamaica cho biết chính phủ đang nghiên cứu tiến trình cải cách hiến pháp để trở thành một đất nước Cộng hòa độc lập. Các chuyên gia cho rằng tiến trình này có thể mất nhiều năm và cũng có thể cần thêm một cuộc trưng cầu dân ý. Bản tin tiếp theo về việc Hoa Kỳ hạn chế visa đối với các giới chức Trung Quốc do nhân quyền. Một bài bình luận của China Media Group được công bố vào hôm thứ Tư cho biết các hạn chế thị thực đối với các giới chức Trung Quốc do các vấn đề nhân quyền là tiêu chuẩn kép của Hoa Kỳ. Vào hôm thứ Hai, 21 tháng 3, Washington đã quyết định cấm nhiều giới chức Trung Quốc nhập cảnh Hoa Kỳ do đã tham gia vào đàn áp những cộng đồng thiểu số sắc tộc hay tôn giáo, chủ yếu là đối với người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo. Trong một thông cáo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết đã áp đặt các hạn chế về visa đối với các giới chức của quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bị nghi ngờ có trách nhiệm hoặc dính líu đến những chính sách đàn áp với các giới chức tôn giáo, thành viên của các nhóm sắc tộc thiểu số, các nhà ly khai, bảo vệ nhân quyền, nhà báo, nhà hoạt động công đoàn, xã hội dân sự và người biểu tình hòa bình ở Trung Quốc cũng như nước ngoài. Washington không nêu chi tiết có bao nhiêu người hay thực thể bị cấm. Ngoại trưởng Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt ý đồ bịt miệng những nhà đấu tranh người Mỹ gốc Duy Ngô Nhĩ bằng cách gây sức ép lên gia đình họ ở Trung Quốc. Thông cáo trên được đưa ra vào lúc Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang gây áp lực để Trung Quốc phải có tác động khiến Nga dừng cuộc xâm lược Ukraine hoặc ít nhất là không giúp Moscow lách các trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Thưa quý vị, như thường lệ, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Chúng tôi sẽ quay trở lại để gửi đến quý khán giả những tin tức nổi bật như là cựu Tổng thống Nam Hàn bà Park Geun-hye rời bệnh viện trở về quê nhà, hay tòa Bạch Ốc đã treo cờ rủ để vinh danh của bà Albright, hay là mối đe dọa nguyên tử của Nga là chủ đề chính trong hội nghị thượng đỉnh NATO kỳ này, cũng như nhà sáng lập Wikileaks đã cưới vợ khi đang chịu án tù, và nhiều bản tin nổi bật từ Việt Nam. Xin mời quý vị đón xem.